con em ngủ phê chim mà nó ở trong nó ché đồ nó mất hồn đó mà. Hello mọi người, mình xin chào tất cả anh em chim chào mào nha. Nói chung ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video. Một cái video rất là đơn giản nhưng mà chắc chắn là cũng rất là nhiều anh em muốn chơi chào mào cần cái video này. Cho nên là mình cũng chia sẻ đến với những anh em đó. Thì như mọi người cũng biết đó, hôm bữa giờ thì nói thẳng ra là rất là nhiều anh em nhờ mình kêu mình là mua giùm một hai con chim bổi hoặc là con chim nó hót rồi, chỉ về để mà nghe hót nuôi cho vui thôi. Tại vì những cái chỗ anh em đó thì nó cái phong trào chào mào nó chưa có, cho nên là nó không có vàng, nó không có cái chỗ thi thố đó, kiểu vậy. Cho nên là gần như anh em đó đam mê và nhờ mình tuyển giùm những con chim mà hót rồi biết hót biết đấu vậy thôi, rồi về nhà nuôi có thể là anh em trong xóm chơi với nhau, chứ còn mà ra trường thì nó không có trường. Hoặc là có nhiều anh em bận biểu thời gian rất là nhiều, xem video của mình rất là thích, rất là muốn nuôi chào mào nhưng mà không biết đường mua, không biết đường chọn lựa, cho nên là nhờ mình mua giùm. Thì nói thật là mình rất là ngại, tại vì thà buôn bán là buôn bán luôn, còn không là không luôn. Chứ bây giờ mình mua giùm cho anh em mọi người thì cũng giống như là buôn bán chim rồi mọi người. Cho nên là mình ngại lắm, mình không có dám đồng ý một ai luôn á, rất là ngại. Hôm bữa cái anh ở Tây Ninh đó là mình gọi là mình phá lệ, chứ còn mình cũng không muốn luôn á. Tại vì đụng tới tiền bạc á, đụng tới tiền bạc nó phức tạp lắm, mình không thích. Mình không muốn cái đam mê cho chim của mình nó bị dính dáng bởi cái tiền bạc mọi người. Cho nên là sẵn cái video này anh em mọi người cũng thông cảm luôn. Thì rất là nhiều anh em hỏi mình á, nuôi một con chim đã chào mào thì bao lâu thì nó mới hót, bao lâu thì nó mới chơi. Đó thì sẵn cái video này mình nói luôn nha. Mọi người cũng biết rồi đó, chim chào mào là một cái con chim hót đấu. Chính vì nó hót đấu cho nên là mới nhiều người chơi để mà hả cho nó hót đấu nè, rồi thi thố nè, đủ các kiểu. Chứ một con chim mà nó không hót đấu thì không thể nào mà chơi thi thố được, nó đâu có hót đấu đâu thì làm sao mà chơi được. Mà chim chào mào á thì mọi người biết rồi đó, nó cái bản năng của nó phải hót, nó phải đấu để chi, để nó giành lãnh thổ, rồi nó giành mái để mà nó duy trì nòi giống. Cho nên là gần như 100 con chào mào thì theo như mình đó là phải 99 con biết hót đấu, chỉ có một con không biết thôi. Mình đang nói là chim trống đó nha mọi người. Cho nên là mà nhiều anh em mua về hay bị trúng chim mái này, rồi mua về cũng là chim trống nhưng mà nuôi nó không hót, nó không đấu. Cái đó là nhiều khi mình nói là do anh em cái chưa biết cách chăm đó, cho nên thành thử ra là nuôi cái con chim nó không hót không đấu. Chứ nếu đã là con chim trống thì nó phải biết hót, phải biết đấu. Còn đấu hay hay là dở là do cái tố chất con chim, hót hay là hót dở là do cái con chim đó. Chứ còn con nào cũng biết hót, cũng biết đấu hết á, cái đó là mình nói thật. Cho nên là nếu mà mình nuôi không hót không đấu là do mình nuôi. Chứ còn bản năng cái con chim chào mào là con chim biết hót đấu, cho nên nếu mà kiếm một con trống mà không biết hót đấu rất là khó, cái đó là mình nói thật. Còn do mình nuôi nó không hót đấu chứ không phải là do nó không biết hót đấu đâu. Nó ở ngoài rừng mà nó không biết hót đấu thì làm sao nó có lãnh thổ để mà nó sống, làm sao nó có mái để mà nó duy trì nòi giống được. Đó, mọi người cứ hiểu đơn giản vậy thôi. Cho nên là như con người mình cũng vậy. Con người mình nếu mà kiếm cái người không biết nói rất là khó mọi người. Con người mình là phải biết nói. Kể cả đánh nhau, ví dụ đàn ông con trai phải biết đánh nhau. Còn nếu mà mình không biết là do mình sinh ra mình lớn lên cái môi trường nó không có đánh nhau. Mình lớn lên một cái môi trường nó văn minh, nó này kia nọ. Chứ còn nếu mà anh em sinh ra ở một cái bến cảng hay là một cái chợ đó, hay là một cái cảng cá, làm sao mà không biết đánh nhau được? Không biết đánh nhau làm sao mà tồn tại được, đúng không? Phải đánh nhau thì mới tồn tại được. Hay là ví dụ sáng ghe nó vào,
Quê mình là ở Ninh Thuận mọi người. Quê mình có biển. Sáng ví dụ ghe nó vào, nó đem cá vô, bắt đầu là người ta phải giành giật nhau, giành cá của nhau, hay là thậm chí là đi xin cá giành giật. Cho nên là nếu mà mọi người sinh ra ở một cái nơi như vậy, chắc chắn mọi người sẽ biết đánh nhau. Cái đó là mình nói thật. Con người mình cũng vậy. Cho nên con chim trà màu nó cũng vậy mọi người. Con chim là nó phải biết đấu, biết đá, biết hót, biết đấu. Còn mà không biết hót, biết đấu là nhiều khi là do mình. Chứ còn kiếm một con chim không biết hót, biết đấu rất là khó. Cho nên là anh em mọi người có thể là xem những cái video của mình, những cái cách nuôi chim, những cái cách thuần bổi và cái cách chọn con chim. Thì mình về mình nuôi nó đúng bài bản thì con nào nó cũng chơi được hết. Cho nên là anh em nhờ mình mua chim giùm. Mua chim giùm là mua con chim chỉ cần là chim trống và biết hót, biết đấu thôi, không cần biết hay hay dở. Cái đó là rất là đơn giản luôn. Nhưng mà bây giờ mình đi mua giùm cho anh em rồi thì nó cũng rất là lằng nhằng. Mình rất là ngại đụng chạm tới cái vấn đề tiền bạc, cho nên là mình không dám nhận lời luôn mọi người. Đó, cho nên là mình làm cái video này để anh em mọi người biết là mình không có buôn bán chim. Nói chung nhiều khi anh em mọi người cứ hỏi mình, nhờ mình riết mình cũng ngại mọi người. Mình từ chối thì nó cũng kỳ, mà mình đồng ý thì nó cũng không được. Nói chung là rất là khó cho mình luôn. Cho nên video ngày hôm nay mình làm để anh em mọi người biết. Và anh em mọi người nếu mà muốn chơi trà màu thì nên tìm hiểu. Có thể là mình có những cái video, anh em mọi người lục lại những cái video của mình và xem cái cách chọn chim, chơi chim. Hoặc là nếu mà cái gì nó chưa có thì anh em mọi người có thể tham khảo xem ở những cái kênh khác và biết đường mua những con chim, chọn những con chim. Tốt nhất là mình nên tự mua và tự chọn. Mình nhìn thấy nó mắt bằng mắt đó, mình nhìn nó bằng thực tế, mình mua thì nó ok hơn. Còn anh em mọi người mà mua trên Facebook hay là này kia nọ thì mọi người cũng thấy á, trên hội ngày nào cũng đăng rần rần lừa đảo, mua chim trống bán chim mái rồi mua con này gửi con kia, nó rất là lằng nhằng. Cho nên nếu mà mua trên Facebook đồ á, thì hãy tìm những cái Facebook uy tín á, những cái lượng tương tác Facebook nó uy tín á thì mua. Hoặc là tốt nhất á, nếu như mình á, thì mình chỉ mua chim là mình nhìn bằng mắt thường, mắt thật của mình. Chứ mình không bao giờ mà, mình rất là ít khi mua trên Facebook rồi lắm mọi người. Mình không thích. Con chim mình nhìn ra nè, mình mua mình cầm trên tay mình nhìn nè, mình còn bị hớ nữa, huống chi là mua trên Facebook. Cho nên nó khó lắm. Cho nên cái video ngày hôm nay mình làm nó đơn giản vậy thôi. Nói chung theo như mình nghĩ chắc chỉ những anh em mà muốn chơi chim trà màu mới tập chơi thì quan tâm cái video này thôi. Rồi chứ còn mà những anh em mà biết chơi rồi thì chắc cũng không quan tâm video này. Nhưng mà thôi, mình cũng phải làm để anh em mọi người biết. Cái nhiều khi hỏi mình hỏi, nhờ mình mua chim hỏi mình ngại lắm. Mình từ chối mình cũng ngại mọi người. Mà mình mua giùm mình còn ngại hơn. Anh em mọi người thông cảm nha. Bây giờ hả, mình sửa soạn cái AV xíu mọi người. Nói chung hôm bữa giờ mình đang đợi. Mình đang đợi tiền lương YouTube. Có tiền lương YouTube về mình sẽ nói rộng AV ra và mình bố trí lại. Nhưng mà hôm bữa giờ tiền lương nó chưa về, đang đợi mọi người. Thành ra là cũng không có, chưa có nói AV ra được. Nay mai mình nói ra mình quay nó đẹp hơn mọi người. Thôi bye bye mọi người nha, mình làm tiếp đây. Chào mọi người, chúc anh em mọi người hả, nếu mà muốn chơi chim thì tốt nhất mình nên tự chọn, tự lựa và tự mua, nó dễ hơn. Chứ còn anh em mọi người cũng không nên tin ai, kể cả mình. Nói chung mình đã không làm thì thôi, chứ nếu mà mình dính vô buôn bán chim rồi nó cũng lằng nhằng lắm mọi người. Tại vì cái đồng tiền ai mà không ham, lúc đó mình sẽ nổi lòng tham. Và ví dụ mình đi mua chim cho anh em mà mua trúng con chim về nó hay quá thì mình phải lo tráo con chim khác để mà gửi cho anh em. Chứ mình đã là cái người biết chơi chim mà, mình là người biết chơi chim thì làm sao mà mình để một cái con chim hay nó xảy khỏi tay mình được. Đó, cho nên là anh em mọi người tốt nhất là nên tự chọn, tự mua chim. Rồi mình sẽ làm những cái video chia sẻ cách mua chim, cách chọn chim hay là như thế nào đó, anh em mọi người có thể tự tham khảo, xong rồi mình tự mua nó chắc hơn. Chứ tốt nhất cũng không nên mua qua mạng. Nói chung là mua qua Facebook thì nên tìm Facebook uy tín mà mua. Đó, theo như mình nghĩ là vậy mọi người. Thôi bây giờ mình làm tiếp đây. Bye bye mọi người. Chúc anh em mọi người thật là nhiều sức khỏe nha.